Xin chào quý vị các bạn. Giống như tựa đề của cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn một cái vấn đề đối với cái dòng xe Euro 4, đó chính là khi mà cái động cơ của bạn á, cái xe của bạn á, bạn không bảo dưỡng, bạn không biết cách bảo dưỡng nó ha, thì nó bị tắc cái bầu này. Cái này là cái bầu lọc khí thải, nó nằm ở phía dưới của cái xe. Bất kỳ một cái dòng xe Euro 4 nào nó đều có một cái bầu lọc khí thải ha. Nó ở trong đây nó có các cái lỗ tản âm, rất là nhiều cái lỗ ở trong đây. Đây là một gốm sứ và nó ruột của nó bao gồm rất nhiều cái lỗ nhỏ ha. Thì cái bầu này nó sẽ bị tắc. Nhưng mà mình không muốn hôm nay mình giải thích cho các bạn tại sao cái bầu này tắc nó lại ảnh hưởng đến làm cho kim phun hư ha. Thì đó là cái nguyên nhân mình muốn giải thích cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thì tất cả những cái này cũng chưa có một cái công trình nghiên cứu nào cả, nhưng mà mình sẽ đưa ra từ những cái người sửa xe, người ta sẽ lý giải tại sao nó lại như vậy. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là tại sao mà nó lại như vậy ha. Thì khi mà cái bầu các bạn nó tắc này, thì có phải là cái lượng khí thải thay vì á, nó đi qua cái bầu lọc này thì nó bị dội ngược trở lại. Nó bị tắc mà, cái bầu này bị tắc mà, nó dội ngược trở lại, đúng không? Nó dội ngược trở lại thì bắt buộc cái lượng khí thải nó phải đẩy ở một chỗ nào đó, bởi vì áp lực bình thường cái này á, nó chạy qua là một, nó chạy qua là khoảng 10 lượng khí thải đi qua là 10. Bây giờ nó đi qua còn có 2 à. Ha. Vậy 8 phần còn lại nó đi đâu? Mà các bạn biết rồi, cái lực đẩy của piston và xi lanh nó cực kỳ mạnh, không thể nào mà cái khí thải nó quay ngược trở lại buồng đốt đâu, nó không thể quay trở lại được, bắt buộc nó phải tống ra ngoài. Vậy thì trên cái đường đó, trên cái đường khí thải ra, ở dưới thì bị chặn rồi, ở dưới thì bị chặn bởi thằng này, nó bị nghẹt rồi, bị chặn rồi. Vậy thì cái lượng khí thải bắt buộc nó phải tìm một nơi nào đó để nó thoát ra ngoài. Buồng đốt thì nó đẩy lên quá mạnh rồi, nó phải kìm nó có lỗ thoát lên này ngoài. Các bạn nhìn xem trên động cơ Euro 4 nó có một cái bộ phận mà nó làm cho khí thải nó quay ngược trở về buồng đốt ha, quay ngược trở lại buồng đốt. Thì đây thằng này hệ thống tuần hoàn khí thải EGR thì khi mà hệ thống tuần hoàn khí thải EGR nó sẽ đưa cái lượng khí thải về trở lại cái họng gió của động cơ, nạp vào trong cái động cơ, vào cái đường gió và nạp vào trong động cơ ha. Thì cái lượng khí thải này nó sẽ đi vào trong cái bình thường ha, nó đi qua cái hệ thống EGR này là 5, ví dụ như là 10 phần, thì bây giờ nó phải đi qua từ 15 đến 13 đến 15 phần, ví dụ như vậy. Có nghĩa là nó, cái lượng khí thải nó qua đây nó tăng lên cái lượng khí thải đây, thằng này thì qua 2 phần, bắt buộc là 8 phần còn lại nó phải đi qua đây, nó không còn con đường nào khác để nó đi cả, thì bắt buộc nó phải tống qua thằng này. Tự nhiên là nó mở thằng này ra, thằng này nó mở làm cho cái đường khí thải nó thoát ra đường này rất mạnh luôn. Bình thường kỹ sư người ta thiết kế chỉ cứ lưu lượng một phần thôi, nhưng bây giờ nó tự nhiên nó lên thành 2 đến 3 phần, thì nên là gì, cái lượng khí thải qua cái van EGR này rất nhiều rất nhiều. Mà cái lượng khí thải đó, đây chỉ là phỏng đoán thôi nha anh em, đây chỉ là phỏng đoán để giải thích tại sao nó lại bị như vậy. Nhưng mà thông thường á, những cái xe mà bị nghẹt cái bầu lọc này này, bị tắc cái bầu lọc này, thì không bao giờ cái xe đó kim phun nó bền cả. Và phỏng đoán như vậy nha các bạn ha, thì chưa có một công trình nghiên cứu nào hết thì mình phỏng đoán như vậy. Thì cái lượng khí thải này nó đi vào trong đây, đúng không? Thì cái buồng đốt của bạn á, nó rất là nghèo, bởi vì cái toàn bộ lượng khí thải này coi như là nó thay thế cái lượng oxy rồi, nó đẩy vào trong cái buồng đốt quá mạnh, và hầu như cái buồng đốt lúc đó nó toàn là khí thải thôi, nó không còn cái khí mà gọi là khí môi trường vào để nó gọi là giàu oxy được ha. Thì dẫn đến gì, buồng đốt nó rất là nguội ha, rất là nguội. Thì các bạn thấy không, hầu rất là nguội. Và khi đó thường thường á, đối với cái động cơ diesel á, thì cái kim phun này nó phun, và với cái nhiệt độ của buồng đốt rất cao thì hầu hết những cái muội than là nó bị triệt tiêu ha, muội than nó cực kỳ nóng và nó sẽ cháy hết những cái muội than đó ha.
Bởi vì sao mà những cái dòng mà nó vệ sinh buồng đốt rồi vệ sinh cái bầu catalytic bằng cách là nó đạp cho tua máy thật cao lên để nó tạo ra cái hơi nóng cực kỳ để mà nó đốt những cái muội than. Đốt những cái muội than nó sẽ cháy ở nhiệt độ cao. À. Vậy thì nhiệt độ bây giờ cái buồng đốt nó nguội quá rồi ha. Thì bình thường á khi mà dầu nó phun ra ở cái đầu kim phun này này thì nó cháy hết. Nó cháy hết. Đúng không? Còn bây giờ nó cháy rất là nghèo. À, nó gọi là vì nghèo, nghèo gió thì dẫn đến gì? Khói đen nó rất là nhiều. Lượng khói đen nó rất là nhiều luôn. Cộng thêm cái lượng khói đen của thằng này nữa thì cái lượng khói đen này nó không cháy hết thì nó cứ từ 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 nó bám vào đầu kim phun này, bám vào đầu kim phun và cái đầu kim phun nó muốn nó thành một cái cục than ở ngay cái đầu kim phun luôn. Đầu kim phun này nó sẽ vào trong buồng đốt, còn toàn bộ cái thân này thì nó nằm phía trên, nó không ảnh hưởng gì, chủ yếu cái đầu này, cái đỉnh đầu kim phun. Thì khi mà những người thợ họ tháo những cái xe mà bị tắc nghẹt cái bầu này ra này thì cái đầu kim phun này nó có một cái lượng khói đen bám rất là cứng và nó rất là dày, thì nó làm cản trở cái lượng dầu phun của cái kim phun này ha, cản trở lượng phun của kim phun này. Thì bây giờ bình thường á với cái lực phun, với cái lượng phun qua cái kim này là 10 phần, thì bây giờ với cái đầu này nó bị tắc rồi ha, nó bị tắc rồi thì bây giờ nó phun còn được có 5 đến 7 phần thôi, vậy còn thứ 3 đến 5 phần thì nó đi đâu? Các bạn thử nghĩ coi nó đi đâu. Thì thay vì nó không đi được xuống như đây thì nó đi ngược lên ha. Cái áp ở cái đầu này vào cái đầu, cái áp áp lực dầu vào trong cái kim phun này nó rất lớn, nó không thể nào nó thắng được cái áp này. Nhưng mà kim phun diesel nó sẽ có một cái đường dầu hồi để nó hồi về. À, thì bắt buộc cái đường dầu hồi đó thì áp thấp. Thì bắt buộc áp cao nó phải đi qua cái áp thấp. À, thì bắt buộc là nó phải xé cái thằng van dầu hồi ra. Xé cái van dầu hồi ra. Thì bắt buộc là gì? Là gì? Là nó xé van ra thì nó hồi về nhiều quá. Thì bây giờ anh em tưởng tượng coi, một cái động cơ người ta thiết kế ra 10 đi qua là 10 ml trong một lần phun, mà bây giờ nó phun còn có 5 ml rồi. Cái động cơ bạn nó thế nào? Yếu xìu đâu chạy được. Đó, tại sao mà những cái xe hư kim á, tại sao mà nó chạy rất là yếu? À. Và thứ hai nữa, đối với những cái động cơ D4CB á thì nó có hiện tượng nữa đề khó nổ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc cái lúc đề nó cần rất là nhiều dầu để mà nó phun ha. Nhưng mà lúc này á nó phun không đủ. Nó không đủ lượng phun. À, không đủ lượng phun thì dẫn đến là gì? Không đủ lượng phun thì dẫn đến là động cơ nó rất là khó nổ. Các bạn nào mà chạy mấy con Kia mà đề hoài không nổ là biết là hư kim rồi đó, nó không còn nguyên nhân gì cả. Với trừ những cái nguyên nhân khác ví dụ như bình yếu này kia. Còn đề hoài nó vẫn không nổ thì hư kim 100%. Không chạy đi đâu được. Đó là cái dấu hiệu hư kim của những dòng động cơ D4CB. Còn những cái dòng Hino, Isuzu thì xe chạy rất là yếu. Đề thì vẫn rất dễ nổ nhưng mà kỵ xe chạy rất là yếu. À, đó là những đặc trưng của động của hư kim. Thì đây là một trong những cái cách để mình giải thích cho các bạn. Nhưng mà dù giải thích cách nào đi chăng nữa thì thực tế khi mà nghẹt cái thằng này là hư thằng này nha, nghẹt mà nghẹt nặng á, dù nghẹt nặng hay không nghẹt nặng đi chăng nữa thì sớm muộn thì cũng thằng này cũng hư. Hư không phải do tác nhân dầu dơ, hư không phải do tác nhân là bị mài mòn, mà hư do tác nhân là bị các cái yếu tố làm nghẹt kim ha. Và ở đây chính là cái lượng muội than qua quá nhiều làm cái kim phun nó không thể phun, nó bị giảm cái lượng phun và bắt buộc là nó phải phá một cái bộ phận nào đó trong kim phun này ra để đó nó đẩy ngược lại. À, để nó giảm nó thoát ra bên ngoài. Bởi vì phun dưới đây 10 phần mà bây giờ tôi bị nghẹt rồi, tôi phun còn có 7 phần là bắt buộc là tôi phải, cái áp lực cao của tôi phải kiếm cái đường nào tôi thoát ra ngoài chứ. Thì bây giờ cái đường dầu hồi nó là áp thấp thì tôi phải thoát ra cái đường dầu hồi. Tôi phá banh cái van dầu hồi ra để tôi thoát ra ngoài. À, vì sao mà rất nhiều kim phun bây giờ bị hư van dầu hồi rất nhiều. À, anh em hiểu không? Đó, thì đây là một cái mình đưa ra những cái giải thích gọi là phỏng đoán thôi, nhưng mà mình muốn các bạn hiểu là gì
đối với những cái dòng động cơ RO4 á, thì việc các bạn vệ sinh thằng này, bạn vệ sinh thằng này là cái việc bắt buộc, là cái việc bắt buộc, chứ không phải là cái việc các bạn muốn hay không. Ở đây không phải là muốn hay không mà các bạn bắt buộc phải làm. Đó, đó là những cái mà mình muốn nói các bạn trong cái video hôm nay. Đó. Vậy bởi vì sao mà các bạn cần phải kỹ hai thằng này? Bởi vì thằng này bây giờ á nha, hiện tính đến thời điểm hiện tại, để các bạn thay 4 cây kim phun mới của một chiếc Hyundai N250 hoặc là H150 thì chi phí đâu đó khoảng 70 mấy triệu. Mới cập nhật ha. Vừa rồi, vừa mình mới nhận được tin tức 2 ngày vừa rồi thì một khách hàng ảnh điện về cho mình, ảnh nói rằng là ảnh bị hư 4 cây kim phun và vào trong hãng bảo hãng mà anh đã từng mua xe, người ta thay mà người ta báo giá cho anh là 70 mấy triệu. Anh chỉ nói không nói chính xác con số là bao nhiêu nhưng mà anh nói là 70 mấy triệu. Thì các bạn thấy không? À, cái con số nó không còn là 30 mấy triệu hoặc mười mấy, 20 mấy triệu nữa. Nếu các bạn thay một dàn kim phun mới như vậy nó phải 70 mấy triệu. Thì bây giờ 70 mấy triệu, 72 triệu hay 74 triệu hay 75 triệu hay 79 triệu thì nó cũng là những con số quá lớn so với các bạn. Đó. Nên là các bạn cần phải để ý cực kỳ mấy cái vấn đề này nha. Ha. Euro 4 nó không dễ xài đâu. Nó rất dễ để chạy. Ha. Nó rất dễ chạy. Nó rất là tiết kiệm. Nó rất là nhiều đời mới. Ha. Chạy rất thích. Nhưng mà các bạn phải biết bảo dưỡng nó đúng cách. Chứ không phải à, việc bảo dưỡng là cứ thay nhớt là xong. Ha. Đó. Mong rằng các bạn sẽ biết thêm được một phần về những cái dòng xe Euro 4 hiện nay ha. Thấy anh em cái vệ sinh cái bầu này rất là không phải là mình nói ấy, nhưng mà anh em vệ sinh bằng mọi cách. Có nhiều anh em lấy cái nước xịt thẳng vào trong cái này luôn, vòi áp suất cao á, và các bạn hãy nhìn xem cái giá của việc các bạn dùng cái vòi nước áp suất cao các bạn xịt vô. Đây là một cái bộ lọc khí thải mà dùng cái bơm có áp để xịt vào các bạn, nó nát bét luôn như thế này này. Đó, đúng ra cái bầu này này nó vệ sinh á, cái gì nó cũng phải đi theo cái gì của nó ha. Đó. Các bạn vệ sinh, muốn vệ sinh cái bầu này thì các bạn phải có những cái sản phẩm, ví dụ như là mình luôn luôn tìm ra những cái giải pháp cho các bạn để làm sao cho nó hiệu quả nhất ha. Như các bạn thấy không, các bạn cứ phun bằng cái nước áp lực cao đó. Ban đầu cái xe bạn mới thì không thấy cái gì đâu, nhưng mà khi mà cái xe bạn nó chạy lên khoảng 200 mấy đến 200 ngàn cây, các bạn thấy nó phun nó nát bét hết à. Bởi vì cái bầu đó nó cũng phải có tuổi thọ ha. À, nó có tuổi thọ khi mà nó được bảo dưỡng đúng cách, còn khi mà các bạn bảo dưỡng sai cách thì nó nát bét hết ra, đâu có xài được à. Mà những cái bầu này nó rất mắc tiền. Mắc tiền là một chuyện, mà các bạn không có nó xe chạy sau này khi mà đăng kiểm nó khó lên đó. Khi mà người ta đạp khói, khi mà các bạn vệ sinh sạch cái bầu này này, các bạn đạp ga cỡ gì, cái thằng này nó có vấn đề gì đi chăng nữa, thằng kim phun này, thì cái thằng này nó cũng sẽ lọc bớt đi được 7 đến 8 phần khói đen thằng này này. Nhưng mà khi các bạn đục đi rồi là thằng này nó có bao nhiêu mà nó ra hết bô luôn, thì lúc đó bạn khó lòng mà đăng kiểm được lắm. Bởi vì khói đen là không có đăng kiểm được ha. Bây giờ mình báo trước các bạn luôn, đảm bảo các bạn chỉ 2 năm nữa khói đen là không đăng kiểm được. Có chung chi thì cũng rất là tốn tiền ha. Bình thường bây giờ chung chi còn 200-300 mai mốt rồi phải chịu, bởi vì khói đen là một nguyên tắc không thể mà gọi là chấp nhận được cho những cái dòng xe đời mới. Euro 4, Euro 5 mà khói đen là không thể chấp nhận được. Mà khói đen thì nó chỉ hơi xám xám thôi, chứ còn khói đen giống như đốt nhà người ta thì không thể chấp nhận được. À, khi mà các bạn đục cái thằng này đi, mình đảm bảo khi mà cái hệ thống như cái này này, hệ thống thằng này và kim phun các bạn có vấn đề hả, khói đen nó ra mù mịt. À, nên là các bạn nhớ nhé, vệ sinh thằng này phải đúng cách ha. Thì cái này không phải là mình lấy gì hết, nhưng mà bên mình đó, nó có cái thằng này đây, các bạn nhìn rõ này đó, thì cái thằng này nó vệ sinh rất là hiệu quả cho những cái bộ lọc như thế này, bởi vì nó là dung dịch chuyên dụng để vệ sinh ha. À,
các bạn dùng những cái áp lực nước cao, các bạn xịt, rồi bạn dùng những cái gọi là nước bồn cầu, các bạn làm nó đâu có hiệu quả đâu. Bởi vì những cái đó là người ta áp nước rất cao thì chẳng ai khuyến cáo các bạn đi vệ sinh cái này cả. Còn nước bồn cầu thì nó là nhiệm vụ khác, nó không dùng để vệ sinh mấy cái này. Thì nước ở nước ngoài người ta đã sản xuất ra những cái sản phẩm này, cái này là nhập bên nước ngoài chứ Việt Nam mình chưa có đâu. Thì nó người ta nhập được những cái sản phẩm như vậy về để làm, để vệ sinh cho những cái này. Và nếu mà anh em nào hiểu biết thì anh em sẽ biết cái điều đó mình nói có đúng hay không. Còn những người mà cố chấp quá thì mình cũng không cần. Chủ yếu anh em ở đây xem được cái video này của mình thì hãy làm đúng cách, và cái cách sử dụng như thế nào thì ở trong kênh ô tô tại Đồng Nai của mình có một cái video gọi là vệ sinh cái bộ lọc khí thải, thì mình nói rất kỹ cái cách vệ sinh sử dụng cái D30 này nó như thế nào và nó hiệu quả của nó như thế nào, thì anh em cũng sẽ thấy rất là rõ trong những cái video của mình đó. Thì chỉ mong là gì, đối với những anh em đang xài những cái dòng Euro 4, Euro 5 thì anh em nên biết qua những cái thông tin như thế này để em chi, để sau này á, để mà anh em làm, anh em sử dụng xe sau này những cái dòng Euro 4, Euro 5 nó sẽ chỉ cỡ 2-3 năm nữa thôi thì những cái dòng xe Euro 2 nó sẽ được thay thế phải đến 50-60% những cái dòng Euro 4 vào, và anh em lại chúng ta không biết những cái vấn đề này thì anh em lại tiếp tục chúng ta lâm vào những con đường mà rất là gay go, rất là căng thẳng, và cái chi phí tiền bạc để mà sử dụng chiếc xe nó quá mắc. Lúc đó anh em có thể gọi là mới ra khởi nghiệp mua một chiếc xe Euro 4 về mà không những không khởi nghiệp được mà lại còn nợ nữa, bởi vì chính cái chiếc xe đó. Rất là nhiều anh em không biết bao nhiêu tiền để làm cái thằng này, nhưng mà thằng này á, muốn nó bền á, thì phải thằng này và thằng này phải tốt. Đó, thì mình video của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc anh em sẽ có càng ngày càng nhiều kiến thức hơn nữa để chúng ta sử dụng hiệu quả những cái dòng xe đời mới ha.